Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tiểu muội cùng mọi người bàn luận về chuyên gia tấu hài trong bộ thế giới hoàn mỹ, chính là Đả Thần Thạch. Đả Thần Thạch là một trong thái cổ thập hung, đi theo Thạch Hạo một đường cuồng ăn, trải qua 60 vạn năm, cuối cùng trở thành tiên vương, nếu như không phải Thạch Hạo mang nó rời khỏi Bách Đoạn Sơn, Đả Thần Thạch nào có thành tựu vô thượng như vậy. Nhưng nó cũng không phải một mực tác thủ, cũng báo đáp Thạch Hạo không ít, sở dĩ Thạch Hạo mang theo Đả Thần Thạch bên người, ban đầu là vì nhìn chúng đặc hiệu chỉ đâu đánh đó và ném thì không có trượt phát nào. Bên trong bách đoạn sơn, hoàng kim thú, vốn là thuần huyết sinh linh, đều bị đụng đến nhe răng trận mắt. Cho dù là vân hy tiên tử, cũng bị đả thần thạch gõ đến đầu óc choáng váng. Tại côn bằng sao, thạch hạo được ma nữ truyền thụ pháp quyết, đem tiềm lực đả thần thạch kích phát đến cực hạn. Hải thần hậu nhân mặc thương, dù có tư chất thiếu niên trí tôn, vẫn là bị nó một kích cho nằm tại trận. Cho dù là tôn giả linh thân, cũng khó thoát đánh lén. Sở dĩ thạch hạo cùng ma nữ liên tiếp đắc thủ, chính là dựa vào thần uy bách phát bách chúng của đà thần thạch. Ngoài miệng nó không ngừng la to muốn nát, nhưng trên thân lại chưa từng xuất hiện nửa điểm tổn thương. Làm như thế, bất quá là vì muốn thạch hạo cho nó nhiều đồ ăn hơn, nhưng trong mắt đối thủ lại thành khiêu khích trắng trợn. Về sau cảnh giới đả thần thạch không ngừng tăng lên, một kích đánh ra, một tòa núi lớn ẩm ẩm vỡ vụn. Rất khó tưởng tượng, nếu như thật sự đập vào thân thể, tình trạng sẽ ra sao. Tại phương diện bày trận, tại trên người nó, chân chính bảo tàng cũng không phải thân thể cứng rắn, mà là nguồn gốc từ thái cổ thập hung, chuyên thư ký ức bày trận cùng phá trận, đả thần thạch một mạch đối với trận pháp, tạo nghệ cực sâu. Nhưng ở giai đoạn trước, thạch hạo cũng không khai quật ra. Thẳng đến khi tiến về hoàng cung thạch quốc, nhìn thấy ngọc tỷ truyền quốc long khí mờ mịt. Đả thần thạch tự đề cử mình, trợ giúp thạch hạo bày ra thượng cổ pháp trận, ứng đối bổ thiên giáo chí tôn, mà yêu cầu của nó rất đơn giản, chỉ cần đưa nó đặt ở bên cạnh ngọc tỷ. Khối ngọc tỷ kia chính là thượng cổ đả thần thạch sau khi lột xác. Nó muốn dùng khí tức tiền bối để đột phá. Đả thần thạch tùy ý truyền xuống một bộ cổ trận đồ. Thạch hạo tinh tế nghiên cứu một phen. Đối với đả thần thạch, thật sự lau mắt mà nhìn. Nếu đem cổ trận bày ra, bổ thiên giáo trí tôn tuyệt đối có đi mà không có về. Nó thậm chí còn đem nhân tính dung nhập trận pháp. Đối thủ càng nhiều hận thù, đại trận phát động càng bạo liệt. Hiệu quả giống như đả thần thạch đã nói, tam giáo trí tôn đều tới, cũng không thể bắt được thạch hạo, ngược lại bị liên tiếp chém xuống, tân hoàng trị uy, vang vọng hoang vực. Ngoài trừ bay trận, phá trận cũng là sở trường của đả thần thạch. Tại hành trình phượng hoàng sao, đối mặt tiên cổ pháp trận, thạch hạo vô kế khả thi, đả thần thạch lại lập kỳ công, dùng thân thuật thăm dò tàn trận, cuối cùng tìm ra một con đường sống. Tiên tổ mở rộng, Thạch Hạo không chỉ lấy được trường sinh dược dịch, còn cả ngộ tiên pháp. Nhiều lần nhìn thấy đả thần thạch phá trận, Thạch Hạo cũng mưa dầm thấm đất, đối với lý giải trận pháp cũng lên một độ cao mới. Về sau cho dù đả thần thạch không ở bên cạnh, hắn cũng sẽ không bất lực như trước. Đúng là gần đèn thì sáng nhỉ mọi người. Cuối cùng là gánh trên vai trách nhiệm thủ hộ thiên đình. Đả thần thạch ỉ vào sở trường phá trận, thám hiểm bí cảnh tất có hắn, thu hoạch tương đối khá, thiên địa kỳ vật đều bị nó nuốt vào trong bụng trôi qua thời gian tiêu hóa, cảnh giới đả thần thạch tự nhiên tăng mạnh, dù không bằng thạch hạo, nhưng cũng có thể chấn thủ một phương. Thời điểm thạch hạo mới lập thiên đình, chính là dựa vào đả thần thạch cùng hảo hữu. Hậu nhân ngao thịnh tiên vương, cũng khó cản thần uy của đả thần thạch, hán thân hóa lưu quang. Hậu nhân tiên vương còn chưa nhìn thấy liền liên tiếp bị đụng ngã ngửa ra. Đả thần thạch thậm chí tuyên bố, một thạch có thể bao toàn tràng. Mặc cho hậu nhân tiên vương vây công, khí thế vô địch cũng không kém thạch hạo nhưng về sau chiến đấu ở cấp cao đạt đến tầng thứ chuẩn tiên đế đả thần thạch không thể bảo toàn tự thân biến thành một khối tàn thạch ảm đạm cũng may còn bảo toàn một tia thần hỏa thạch hạo mới có thể phục sinh sau khi phục sinh đả thần thạch trải qua vài vạn năm tu hành cuối cùng thành tựu tiên vương cảnh tại hậu kỳ thế giới hoàn mỹ là bộ truyện thánh khư đả thần thạch cũng không theo thạch hạo tiến về thượng thương lựa chọn lưu lại thủ hộ thiên đình dù sao nơi này còn có người thân của thạch hạo đang ngủ say